Em Lam xe đạp 1956 xin kính chào tất cả quý khách. Và buổi tối ngày hôm nay em Lam tiếp tục lên hình chiếc xe tay cong hàng Nhật bãi hiệu Ajizato. Có lẽ tổng thể cơ bản như sau: khung nhôm, càng thép, vành nhôm, bộ chuyển động là hai đĩa 7 lít Shimano, tay kéo. Con xe này thì là tương ứng với size M, thì chiều cao phù hợp sẽ là tối thiểu 1m60 trở lên. Con này dòng đứng khoảng 50 và dòng ngang khoảng 54 các bác nhé. Xe này rất là nguyên zin luôn, về nguyên zin bãi luôn. Em đã cân chỉnh lên hình cho các bác. Chiếc xe này là sơn màu trắng, zin 99,9% luôn các bác nhé. Sơn rất đẹp, màu sắc rất là cơ bản. Con này là ghi đồng cong này, cái phanh nó lại là như này. Đấy, phanh của nó. Con này rất là dễ đi nhá. Các bác có thể chạy tay cong và có thể chạy tay ngang. Đô thị các bác khó đi dùng tay ngang này rất là tiện lợi này. Đấy. Cái đầu con này rất là gấu này. Quay đầu rất gấu luôn. Và con này không phải hàng xếp tay nhật đâu nhá. Hàng mãi thông thường. Cho nên giá cả rất là hợp lý các bác ạ. Chiếc xe khung nhôm rất đẹp. Con này tăng nghị phanh nhà. Phanh chữ U. Blue Max. Phanh Blue Max này. Đấy. Vành xe gió nhẹ, vành 680 hay gọi là 700C, làn thép sơn đen, mayer là mayer nhôm roi tích, vành đây vành nhôm hai lớp này các bác nhé, chạy lốp gai trơn, tốc độ cao. Con này khung nhôm bán rất là to nhé, bán to rất đẹp. MCS hay MC2 thì em cũng không rõ các bạn. Đây bộ chuyển động Shimano tay kéo của nó nhé. Cái bộ này nó ưu điểm nó rất là bền nhé. Rất là bền. Có thể lắp vào tay ghi đông ngang cũng được. Nhìn rất là hay. Một con xe tay cong rất là đẹp. Góc bình nước và đít kệ tông bãi về vẫn chưa bị vỡ nhé. Nó bằng nhựa nhưng mà dùng bao năm rồi nó vẫn rất là đẹp và cứng. Đít kệ tông. Nó ghi là on the road. Ajizato. Chiếc xe này thì yên zin theo xe là có hiện tượng rách ở đây nhá. Bác có thể bọc lại. Bọc lại các bác đừng bọc bằng da xe máy nhá. Bọc bằng da xe đạp điện và loại mỏng nhất thì mới kéo được nhá. Chứ hôm nọ một bác bảo về ta bọc lại không được. Vì cái da xe máy rất là dày không kéo được. Và em thử thẳng bọc lại cho khách rồi. Đợt này em bận em không bọc được thôi. Bộ đùi nhôm này. Đùi nhôm trắng nhá, răng lợi rất đẹp luôn. Và con này bên Nhật rất là ít đi nhá. Bề đàn gạt trước Shimano. Con này chạy đùi 2 tầng. Và cái đùi này nó khoảng 50 răng. Khoảng nhá, em chưa đếm. Bộ chuyển động này gạt sau Shimano đồng bộ gạt trước nhá. Hoạt động rất tốt, bánh răng đề nó rất là vuông này. Nip Shimano 7 tầng. Mày nhôm dòi tách, con đủ ở chân trống nhé các bác nhé. Rồi phản quang sau, phản quang bánh xe. Bộ số hoạt động rất là ngon nhé. Và thứ hai là các bác phải để lưu ý cái bộ số của con này nhé. Dòng xe đua tay kéo này thì bác phải biết sử dụng bộ số một tí nhé. Thì hiện thì nhiều bác cũng bảo là về nhà dùng thì chưa quen. Cũng chưa quen các bác phải tham khảo một chút những người mà hay đi rồi hay đi xe bãi rồi hoặc hay đi xe đua rồi, người ta có kinh nghiệm xử lý những cái bộ chuyển động như này. Còn cái tay ngang thì nó dễ đi hơn, thì còn tay kéo của dòng xe tay cong nó sẽ khó đi một chút nhá. Hãy phải nói rõ các bác như vậy. Chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút xíu về xe, về cách sử dụng, không như dòng một lít đơn giản thì không cần phải tham khảo về cách sử dụng. Và em xin được báo giá chiếc xe này là 6,2 triệu đồng. Một chiếc xe rất là chất lượng, đẹp, nguyên zin bãi Nhật. Vậy bạn nào có nhu cầu sở hữu Vũ Đồng Nghệ em làm 1986, số điện thoại 0985125505. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các bác vào clip sau.